Đây là nhà thờ Fatima Bình Triệu. Tôi đang đứng ở trước cửa nhà thờ. Tại là giờ khoảng là 7 giờ rưỡi vào ngày 25. Hôm nay tôi cũng muốn đến nhà thờ Fatima Bình Triệu để cầu nguyện cái lịch nhà thờ nha quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn đến đây mà quý vị và các bạn hoặc là search ở trên Google thì quý vị và các bạn sẽ thấy được cái lịch hàng ngày. Dịp đầu xuân cho nên có bánh chưng nè, bánh tét nè, có cả quả dưa hấu rất là to, nửa quả dưa hấu rất là to. Hình trái tim. Đây là cây mai. Chuẩn bị theo. Cái cây mai to. Tôi có một cái câu chuyện về gia đình, về cái phép lạ của nhà thờ Fatima. Thì cách đây khoảng hơn 40 năm thì gia đình tôi có một người chị. Thì sau khi chị được khoảng 2 tuổi thì không có đi được. Thì bố tôi tại thời điểm vậy thì mấy thì bố ông đã quyết định đến cầu xin Đức Mẹ tại nhà thờ Fatima. Ông bảo rằng với Đức Mẹ rằng nếu Đức Mẹ cho con có con của con sống thì sẽ cho con của con gặp thầy, gặp thuốc và chữa bệnh và được đi. Vì trên thời điểm đó người chị thứ tư của tôi, chị bị bệnh chích thuốc, và cái việc chích thuốc nó quá nhiều cho nên nó ảnh hưởng tới, nó gọi là áp xe đó quý vị và các bạn. Khi mà áp xe như vậy thì không đi được. À, phải không? Tôi sẽ quay cho các bạn. Đây là tượng của Đức Bà. Và tôi xin kể tiếp cái câu chuyện của gia đình tôi. Thì vào năm đó thì ông có đến cái tượng Đức Mẹ ở phía sau. Và ông cầu nguyện. Và kết quả là sau cái lần cầu nguyện đó thì chị của tôi đã đi gặp thầy, gặp thuốc và đi được. Và tôi nghĩ rằng là không phải riêng gia đình tôi mà rất là nhiều cái gia đình sẽ có những câu chuyện tương tự về bà Maria. Nếu như quý vị và các bạn là người không cùng tôn giáo thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái sứ điệp Fatima như thế này. Đức Bà hiện ra với ba con trẻ và với cái thông điệp là hãy sám hối và làm việc đền tội vì hiện tại là cái cuộc sống thiên về vật chất nhiều. Vì tôi muốn nói cái câu chuyện này, những người xem video là những người có đạo Thiên Chúa, mà cả những cái người mà không cùng tôn giáo, những người tôn giáo bạn, để cho tất cả mọi người được biết. Có lẽ quý vị và các bạn nghĩ rằng là những người có cùng một cái tôn giáo thì họ sẽ bên nhau trong một câu chuyện. Tuy nhiên là bây giờ tôi chỉ nói về cái câu chuyện về Đức Bà Maria, và tôi chỉ nói về cái tín ngưỡng của gia đình tôi. Quý vị thấy không? Đây là một cái biểu tượng của năm 2008.
và các bạn. Hồi nãy ở phía ngoài cái khu thánh đường thì nó rất là tối. Tôi cũng muốn quay chậm lại cho quý vị. Nếu quý vị vào, các bạn nào ở xa mà có cùng tôn giáo muốn đến viếng thăm nhà thờ Fatima Bình Triệu, còn ngày thường thì lễ từ 5 giờ, chiều thì 7 giờ, 17 giờ cũng là 5 giờ, thứ bảy thì sáng là 5 giờ, chiều thì 4:30, vào ngày chủ nhật thì lễ 5:30 thì 7:30, chiều là 4:30 đến 16:30. Tôi đang tiến đến vì hiện tại là tôi đi vào buổi tối cho nên cũng rất là ít người, chứ thông thường thì đi vào những ngày ban ngày thì rất là đặc biệt, là ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5, 13 tháng 6, 13 tháng 7 cho tới 13 tháng 10. Tôi cũng có một cái cô em ruột là cô sinh cùng vào ngày sinh nhật của bố tôi đó, đó là ngày 13 tháng 10. Và Đức Mẹ thì hiện ra làm nhiều lần và cũng với một nội dung, một thông điệp là hãy ăn năn sám hối và đừng hạt mân côi. Đức Mẹ cho phép con được quay video này để gửi đến mọi người với một cái thông điệp là con cầu xin Đức Mẹ cho tất cả mọi người trên thế giới, cho từng thành viên trong gia đình, cho mỗi cá nhân được sự bình an và sức khỏe.